Đây anh em nhé, đây là đồng mình đã tách khỏi vỏ dây điện ra rồi anh em nhé. Là nó như này, đồng vụn này anh em. Là mình tách bằng máy, không phải tách thủ công như ngày xưa nữa anh em nhé. Đấy, khi tách ra là nó như thế này, rất là nhanh luôn anh em ạ. Mình chỉ cần đầu tư một con máy và sau đó mình cho một người phụ nữ hoặc là trẻ con đàn bà là có thể làm được, tách được rất rất nhanh anh em nhé. Anh em có nhu cầu, những cái chủ bài có nhu cầu phải dùng đến máy tách dây đồng này thì gọi cho mình nhé. Đây, dây đồng mình tách ra này rất sạch sẽ luôn anh nhá. Cứ thế này là mình quất vào mình bán thôi, nó nhanh lắm. Còn kia là vỏ nhựa nhé, kia là vỏ dây điện nhỉ. Còn dây đồng là nó ra này, vỏ dây điện để anh em. Cái này nó tách được các loại dây nha, từ to đến nhỏ nhé, từ to đến nhỏ anh em nhé. Mình quay rất là chi tiết thực tế cho anh em xem để anh em có thể là nếu mà anh em cần thì gọi cho mình, cần máy tách dây đồng thì gọi cho mình. Số điện thoại Zalo mình để trên màn hình đấy anh em nhé. Đồng là riêng này và vỏ dây điện này anh em này, rất là thuận tiện luôn. Cái dây đồng này mà ngày trước cứ làm theo phương pháp là đốt để cho nó cháy vỏ nhựa kia ra thì cái đồng nó bị đen, mà nó không sạch đồng, nó kêu gì là vẫn dính vào đây, vẫn dính mạ, dính những cái chất nhựa nó cháy nó bám vào đây. Nên là khi mình bán cho các người ta đến cân đồng vụn là người ta sẽ làm cân rẻ hơn, mà người ta hay trừ đó trừ kia, mình bị thiệt đấy nhở. Còn tách ra đây này nó sạch dây thì mình bán được rất giá rất cao, và nó làm nó nhanh, nó dễ làm hơn là cái thủ công rất là nhiều lần anh em nhé. Đây, những cái lưới dao của mình rất là sắc bén luôn anh em ạ, nó cắt được tất cả các loại dây luôn. Dây to, dây phá là mình phải cho vào những cái dánh to đấy anh em nhé. Mình nhắc lại, nếu anh em đang có nhu cầu phải tìm đến cái máy tách dây điện, dây đồng này mà anh em chưa có thì cứ gọi cho mình, số điện thoại mình để trên màn hình đấy anh em ạ. Máy rất gọn và nó rất là hiệu quả luôn. Đây, như những cái đoạn dây điện như thế này mà mình lấy ngay trước, mình lấy dao mình gọt ra thì nó lâu lắm. Một cái sợi này mình cho công nhân, vừa lương công nhân thì cao anh em ạ, cho nên là để mà làm thủ công thì rất là nó không hiệu quả. Cắt một sợi dây này nó bao nhiêu lớp, lớp chống ẩm, là lớp, nói chung là làm lâu lắm. Cho nên là mình đã làm đến cái máy này, cho nên là để cho anh em chủ bài chất phế liệu để tách dây đồng, dây điện, cho anh công việc nó được thuận tiện hơn và nó nhẹ nhàng hơn anh em nhé. Cái máy này thì chỉ cần một cháu nhỏ hoặc là một người phụ nữ cứ ngồi vào đây mà nhét vào là tách được anh em ạ. Công việc nó rất là đơn giản.
Cái máy này của mình là mình di chuyển đến các công trình nó rất là dễ anh em nhé. Cho nên anh em không phải ngại vấn đề vận chuyển. Nó rất gọn luôn anh em ạ. Đây anh em nhìn này, dây đông là mình làm riêng nha này, nó tách luôn riêng nha này. Còn đây là dây vỏ, vỏ nhựa nhá. Đây là vỏ bọc ngoài dây điện này, dây nhựa đấy, là cho riêng nha này. Đấy, đi. Một lần nữa mình xin nhắc lại nha, nếu mà anh em nào làm về bên bãi sắt phế liệu, sắt bãi ve chai đấy, mà có những lượng dây đồng nhiều ấy, mà chưa có cái máy để tách dây đồng, dây điện, thì gọi cho mình. Số điện thoại mình để trên màn hình đấy anh em nhé. Đây. Rồi mình xin dừng video này nhé. Chào anh em nhé.